Thuốc nuôi gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em. Số điện thoại của Điền là 0347471112. Nhớ ngay chợ Long Bình Chánh, anh em nào gần thì chạy qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ nha anh em. Hôm nay ngày 10 tháng 7 năm 2023 thì Điền làm cái video để nói lại với anh em về cái tầm quan trọng của B12 đối với con gà, chế độ đấu của mình nha anh em, dạng gà chống nọc, máy nọc. Thì B12 nó có tác dụng gì, nó quan trọng như thế nào thì anh em xem hết clip này nha anh em. Anh em xem video đi, nhớ cho Điền một like nha anh em. Và anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh, nhấn nút chuông theo dõi để thường xuyên cập nhật những video mới nha anh em. Thì như anh em đã biết á, cái thằng B12 nói chung và cái B12 năm rưỡi nói riêng nè, B12 năm rưỡi này là dạng chích nha anh em, là cực kỳ quan trọng đối với con gà mình. Thì cái tác dụng của B12 á thì nó giúp cho con gà tăng số lượng hồng cầu, tăng cường vận chuyển nước máu lên, giúp cho con gà có nước máu nhiều, nó sẽ tăng cái khả năng vận động mạnh lên nha anh em. Con gà nó vận động, nó duy trì cái sức bền, nó vận động mạnh, duy trì sức bền lâu dài. Nó trong đây có B15 nữa, tăng cường cái độ bền lên rất là cao nha anh em. Có vitamin H, nó bóng lòng dữ lắm, là cái biotin á. Cái B12 năm rưỡi này là cái hàm lượng cao nhất trong cái dòng B12 hiện nay nha anh em. Cái thằng 6000 hàm lượng nó cũng cao, nhưng mà nó cái độ tăng nó không có mạnh bằng cái thằng này. B12 năm rưỡi với 6000 là hàng của Mỹ nha anh em, hàng của Tonel Mexico á. Còn những cái dòng B12 trên thị trường khác 9000, 10000 đồ nó không có chính hãng nha anh em. Hiện nay chỉ có dòng 6000 của Mỹ là cao nhất. 5500 này là ti 5500 nhưng mà xài cực kỳ êm nha anh em. Thì nói chung về cái tác dụng của B12 đối với gà mình là cực kỳ quan trọng nha anh em. Đối với gà chống nọc, máy nọc á, gà chống nọc á thì anh em xài nhiều, một tuần một lần là ok. Anh em xài bằng con gà chế độ đi đấu luôn. Còn gà máy nọc thì anh em xài thưa hơn. Nhưng mà anh em xài B12 này cho gà chống nọc, nó sẽ ra tỷ lệ chống cực kỳ cao. Dạng gà con anh em ra có bộ khung xương rất là chắc khỏe, bộ lông cực kỳ đẹp luôn. Cái này là Điền đã xài, Điền đã trải nghiệm qua rồi nên chia sẻ lại với anh em. Thằng này sử dụng trong đổ gà là cực kỳ êm nha anh em. Anh em nào chịu xài mà mẻ gà tốt tốt, anh em chịu đầu tư thì đầu tư thằng này là cực kỳ cơ bản nha anh em. Này hàm lượng nó cao, xài ngon, lên nước máu mạnh, nó tươi gà. Đối với gà chế độ đấu là cực kỳ quan trọng. Nó với Ginseng là cái cặp thuốc nuôi là được nhiều anh em sử dụng nhất hiện nay anh em. Thì cái thằng B12 này Điền chiếc lẻ chai 10C là nó 250 nha anh em. Chiếc lẻ chai 10C vậy nè, tại vì còn ít quá điểm của anh em lên, mới về 15 chai chưa có chiếc kịp. Cái dạo này B12 nó cũng khan hiếm nên giá nó cũng khá là cao nha anh em. Chai chiếc lẻ 10C là 250, còn chai 100C thì là 2,3 triệu nha anh em. Thì B12 kết hợp với Ginseng là nuôi tuyệt vời nhất nha anh em. Thì đó giờ Điền bán ra rất là nhiều và anh em đã trải qua rồi, phản hồi về cực kỳ ok nha anh em. Ginseng này thì 200.000 chai. Cái cặp vừa nhỏ miệng vừa chích này là cực kỳ ok. Ngon hơn thuốc viên, mạnh hơn rất là nhiều nha anh em. Những cái tỷ lệ bán của nó hiện nay anh em thấy thuốc nó về liên tục nha anh em. Về liền liên tục, mạnh hơn Galomin với B15 12 rất là nhiều. Ginseng này thì 200.000 chai, 5 tặng 1, 10 tặng 2 nha anh em. Còn B12 này đó thì chai 10C là 250, chai lớn là 2,3 triệu. Hàng chính hãng của Tonel nha anh em. Hạn sử dụng rất là xa tới 2026 luôn. Nó đây là chai nguyên hết nha anh em. Còn chiếc thì chút xíu mình mới chiếc, mới về mình chưa có chiếc ra. Cái chai nhỏ này chiếc của đợt trước còn có 1-2 chai nữa là hết rồi. Cái này thì bán rất là mau, nhiều khi một tuần thì chiếc tới 2 lần. Nhưng mà 2-3 tuần hoặc 4 tuần thì mới làm clip 1 lần. Chứ đừng làm clip liên tục gì nó không á, anh em cũng dễ, rất là dễ nhàm chán. Nhưng mà nó với Ginseng là về liên tục nha anh em. Rồi anh em nào có mua hàng thì alo trực tiếp cái số điện thoại của Điền nha anh em, 0347471112. Thì chỉ xài duy nhất cái số này thôi. Anh em cứ liên hệ trực tiếp là nhanh nhất, alo là nhanh nhất nha anh em. Và có thể nhắn tin kết bạn Zalo qua số này để trao đổi thêm nha anh em. Còn anh em nào gấp thì cứ alo trực tiếp. Nhà Điền thì ngay chợ Hưng Long Bình Chánh, anh em nào ở khu vực gần khu vực này thì cứ chạy qua nhà Điền anh em.
thì alo điện trước một tiếng, điện có gì điện để nhiều khi điện có đi công chuyện rồi thì anh em ở xa mà là chạy lại á, thì anh em lên alo trước để điện biết mà điện chờ anh em, có khi đi công chuyện không có nhà đâu đó, còn anh em mà gần gần thì cứ chạy qua, điện hàng hầu như là có sẵn hết nha anh em. Ở nhà thì điện cũng thường hay ở nhà lắm, nhưng có đôi khi cũng đi công chuyện vậy thôi chứ không phải là đi suốt. Rồi anh em nào mua hàng thì hú điện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã chào xem clip, chào anh em.